Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một số những cái kinh nghiệm, một số những kinh nghiệm để giúp các anh chị vượt qua được cái giai đoạn Covid này. Tình hình Covid thì chúng ta cũng cập nhật rồi. Chắc là dự kiến đợt thứ tư này thì nó sẽ kết thúc dự kiến là cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tình hình sẽ tốt hơn một chút. Cho nên là chúng ta sẽ còn khoảng một tháng sẽ trong tình trạng đóng cửa, và đây là cái thời gian cũng rất là khó khăn của các cái chủ spa. Tôi xin phép giới thiệu nhanh, tên tôi là Phan Anh. Chắc là một số người cũng biết tôi ở đây rồi. Tôi là giảng viên đại học. Hiện nay tôi là giảng viên khoa thương mại điện tử của trường đại học thương mại. Tôi giảng dạy ở trường thương mại là từ năm 2008 tới nay, và trộm vía vẫn đang là giáo viên. Ngoài ra thì tôi cũng tích cực tham gia vào các hoạt động kinh doanh và marketing, cố vấn cho doanh nghiệp. Tôi và Dr. Harrison là có một cái mối liên hệ với nhau cũng khoảng một năm nay rồi. Bạn Khôi cũng là học trò của tôi và một trong nhân viên kinh doanh kỳ cựu của Dr. Harrison. Đó, và rất nhiều nhân viên của Dr. Harrison là học trò và sinh viên cũ của tôi ở trường. Thì chúng tôi cũng có một cái cơ duyên là hợp tác với nhau. Tôi cố vấn cũng như là đào tạo hướng dẫn cho các bạn nhân viên cũng như là các chủ spa mà là khách hàng của Dr. Hessen để có được những kinh nghiệm hoặc là những cái kiến thức nhất định để mà có thể là kinh doanh tốt hơn. Tôi cũng hỗ trợ cho sinh viên của ra trường đi làm, thì có một cái cơ duyên như vậy gặp được các bạn. Và thứ hai nữa là tôi cũng đang có một cái bộ khóa học gồm có một slide tài liệu sách và video rất là chi tiết về tăng trưởng doanh số và marketing trong lĩnh vực ngành làm đẹp, cụ thể là cho spa, thẩm mỹ viện và mỹ phẩm đó. Mình có một cái bản mind map như thế này, sau buổi live mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Các bạn sẽ nhận được download cái file này trên group. Thế thì cái chiến lược mà đầu tiên mà tôi muốn nói về cái việc là chủ spa vượt qua Covid, đồng hành cùng Dr. Essen, chúng tôi sẽ xử lý và giúp các anh chị chia sẻ những kinh nghiệm. Thì chúng ta thấy rằng là bối cảnh đặt ra là bên spa bị đóng cửa, và đây là một cái lệnh của chính phủ, và chúng ta dù muốn hay không muốn thì chúng ta vẫn phải tuân thủ. Đó, chưa kể đến là việc tuân thủ cũng sẽ tốt cho xã hội rất là nhiều. Tất cả chúng ta đều đồng lòng đóng cửa. Tuy nhiên, xét về góc độ kinh doanh thì khi mà chúng ta đóng cửa cửa hàng như vậy thì chúng ta vẫn phải trả tiền mặt bằng, trả tiền điện nước, trả tiền nhân viên. Đó, mặc dù là điện nước có thể giảm một chút nhưng mà nặng nhất là tiền mặt bằng. Một số người sẽ gặp cái vấn đề liên quan đến cái tiền khấu hao tài sản, hoặc là một số người phải đi vay ngân hàng để mở spa trước đó hay là mở thẩm mỹ viện trước đó, thì tôi nghĩ khá là căng thẳng. Tôi nghĩ khá là căng thẳng. Các anh chị có đồng ý không ạ? Các anh chị thấy rằng là mình đang gặp vấn đề về tài chính không? Nếu như các anh chị mà các anh chị gặp vấn đề tài chính, các anh chị cho vào đây. Rồi. Bạn Linh Phan thầy ơi, em muốn tìm hiểu về tâm lý khách hàng và kỹ năng xử lý khi khách hàng từ chối. Rồi, không có vấn đề gì nhá, không có vấn đề gì. Nếu như các bạn gặp vấn đề đấy, các bạn comment liên tục vào đây để cho nó tương tác cho nó mạnh nhá. Comment liên tục vào, gặp vấn đề có, tôi có gặp phải. Tôi muốn nhận cái tài liệu này, và chắc chắn cái tài liệu này và cũng như là các bộ video chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn dần dần để giúp cho các bạn. Chúng tôi hoàn toàn cung cấp cái này miễn phí. Và tôi bỏ công sức, bỏ thời gian ra để làm cho các anh chị. Đó. Thế thì đầu tiên này, cái chiến lược đầu tiên tôi muốn các anh chị lắng nghe. Một là các anh chị cần phải chuyển đổi mô hình ngay. Chuyển đổi mô hình ở đây có nghĩa là gì? Thứ nhất, các anh chị hãy tìm cách bán sản phẩm. Tìm cách bán sản phẩm. Ví dụ bình thường là khách phải đến nhà mình làm mặt cho khách, mình spa, mình tiêm này nọ vân vân. Thế thì bây giờ mình chuyển sang bán sản phẩm. Tức là gì? Mình lấy mỹ phẩm mình bán đi, mình lấy kem dưỡng mình bán đi, mình tìm những cái sản phẩm trong ngành làm đẹp, thuốc đúng không ạ, thuốc bôi, thuốc uống, rồi mình tìm những sản phẩm phù hợp với tập khách hàng làm đẹp mình bán đi. Nghe thì có vẻ là hơi bi đát một tí nhưng mà bán còn có đồng ra đồng vào, còn đỡ được cái chi phí. Đấy là cái vấn đề thứ nhất là chuyển đổi mô hình, là phải bán hàng online ngay.
chọn cho tôi một số sản phẩm để bán. Ai đồng tình với lời khuyên này, ai đồng tình với ý tưởng này cho tôi biết ạ. Vâng. Ai đồng tình với ý tưởng này? Lời khuyên thứ nhất của tôi là gì? Là hãy tìm sản phẩm để bán. Ví dụ bán mỹ phẩm, bán một số những cái sản phẩm làm đẹp, bán thuốc bôi, thuốc uống, bán những cái sản phẩm liên quan đến khách hàng làm đẹp của chúng ta. Để làm gì? Để chúng ta có thêm chi phí. Mình hay nói là có đồng ra đồng vào. Ok. Thứ hai, trong vấn đề chuyển đổi mô hình thứ hai là chúng ta cần phải nghĩ đến và thực hiện ngay, đấy là chúng ta làm dịch vụ cho khách hàng tại nhà. Làm dịch vụ cho khách hàng tại nhà. Rồi, rất cảm ơn mọi người. Mọi người bắt đầu tương tác đúng rồi đấy. Vâng, mọi người tương tác bắt đầu đúng rồi. Thấy đúng, tương tác cho tôi hay là động viên, đúng không? Comment cho tôi để tôi biết được là mọi người đang đồng tình với tôi hay không đồng tình với tôi, thì cũng để lại bình luận. Được chưa? Cái chiến lược chuyển đổi mô hình số 2 là tôi khuyên mọi người là hãy thực hiện dịch vụ, làm dịch vụ tại nhà cho khách ngay lập tức. Vâng. Hôm nọ tôi lên văn phòng tập đoàn SLC. Tập đoàn SLC đang làm việc với tôi là để đi đào tạo cho tập đoàn, tất nhiên là đang đàm phán và đào tạo cho một cái công ty con, một cái bộ phận bán hàng của công ty con của tập đoàn SLC để bán hàng bằng live stream, vì bây giờ không bán được offline đó. Thế thì hôm đó tôi lên thì tôi đang đứng trong thang máy, thì tôi thấy một cái bạn, một cái chị đeo khẩu trang, nhưng mà qua khẩu trang thì tôi nhìn thấy cũng rất là xinh, tôi nhìn thấy rất là xinh, trắng, nhìn cảm giác xinh, môi mắt phải mũi là đều rất là đẹp. Thế thì tôi cũng rất là lịch sự, tôi hỏi là tôi thấy chị xách cái đồ này có vẻ nặng, tôi xách giúp. Thế thì chị bảo là không cần đâu anh ạ. Cái đồ, tôi hỏi là thế cái đồ này trông như là cái cốp đồ đi trang điểm, chị là chuyên gia trang điểm à? Thế thì chị mới bảo không phải, tôi là nhân viên spa, hôm nay tôi mang đồ đến đây spa cho khách hàng. Thế thì thế tôi bảo ừ, thế thì cũng hay nhỉ. Đấy, thì họ cho đồ vào một cốp đồ inox sáng choang, rất đẹp, rất lịch sự. Và cái bạn nữ đấy, cái bạn kỹ thuật viên hay là chủ tôi không biết, nhưng mà cái bạn thực hiện đấy, cái bạn ấy rất là xinh, ăn mặc váy lịch sự đẹp. Đó, đến một cái cơ sở, đến một cái tập đoàn, đến một cái văn phòng hoặc đến một căn hộ của một cái khách hàng cao cấp, có thể làm tại văn phòng của họ, có thể tại nhà riêng của họ. Đó, vì cái khu đó là cái tòa nhà nó có thể có nhà riêng, có khu chung cư đấy, hoặc là có văn phòng. Thế thì những cái chị sếp chẳng hạn, chị có thể là cần là làm đẹp tại nhà. Vâng, dịch vụ làm đẹp tại nhà là một hướng đi rất tốt cho các anh chị bây giờ. Ngay lập tức các anh chị cần phải làm gì? Ngay lập tức các anh chị cần phải làm gì là đóng gói một cái sản phẩm hoặc một số cái sản phẩm và dịch vụ để cung cấp cho khách hàng. Đấy, phục vụ tại nhà, gọi là tôi hay gọi là, nếu mà bạn nào biết tôi mà hay dạy, tôi hay gọi là dạy 1-1. Thì bây giờ mình cũng làm spa 1-1, làm dịch vụ tại nhà, làm đẹp tại nhà. Ok, làm đẹp tại nhà nhá. Lời khuyên là làm đẹp tại nhà và đóng gói một số sản phẩm và dịch vụ cụ thể, gọi tên nó, bao nhiêu buổi, thời lượng như thế nào, bao nhiêu tiền, và làm cho nó một cái banner poster và chuẩn bị đăng lên Zalo, Facebook, đăng lên fanpage, chạy quảng cáo để kiếm khách trong bán kính khu vực gần spa hoặc gần nơi sống của mình. Ai thấy cái lời khuyên này hay, ai thấy cái lời khuyên này phù hợp và có thể thực hiện được, cho tôi biết ý kiến của bạn. Xin mời cho tôi biết ý kiến của các bạn ạ. Giải pháp này có được không ạ? Giải pháp này có giúp các anh chị là giải quyết được vấn đề về khách hàng không đến với spa được không ạ? Vâng. Làm đẹp tại nhà. Cung cấp dịch vụ 1-1 cho khách hàng tận nơi, tại chỗ. Bao nhiêu người chủ spa ở đây đồng tình với cái giải pháp này và ý kiến của các anh chị là gì? Các anh chị comment liên tục cho tôi ạ. Comment liên tục cho tôi để tôi biết là câu hỏi của anh chị là gì, ý kiến của anh chị là gì. Tôi có rất nhiều thứ hay trong này, yên tâm. Vâng, tôi cần ý kiến của các chủ spa. Tôi không cần ý kiến của nhân viên Dr. Harrison ạ. Tôi cần ý kiến của các chủ spa. Vâng. Tôi cần ý kiến của các chủ spa. Nếu mà các bạn
đang xem các bạn cho tôi ý kiến. Vâng.